Nếu như trên hành trình trần gian này, mỗi người chúng ta đều cố gắng từng ngày sống những điều Chúa dạy chúng ta hãy trung thành và thật giá đời đời đi theo Chúa, và chúng ta hãy cố gắng từng ngày chu toàn những bổn phận đứng trách nhiệm trong đời sống đạo. Đối với Chúa, chúng ta hãy dành thời giờ để đến với Chúa qua những thánh lễ, qua những giờ cầu nguyện, qua những giờ viếng thánh thể. Đối với những anh chị em, chúng ta chu toàn bổn phận khi chúng ta sống phát tán và yêu thương nhau, và nhất là như lời Chúa trong Kinh Thánh Gioan mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu thánh thể. Chúng ta hãy vào tâm hồn để đón tiếp lấy Chúa Giêsu vào trong tâm hồn của chúng ta. Chính sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể sẽ giúp cho tâm hồn của chúng ta được an vui và bình an, dẫu cho chúng ta gặp những khó khăn thử thách, dẫu cho chúng ta có những nghịch cảnh trong đời sống, tức là khi chúng ta phải chia tay những việc những người thân yêu hay là có những đau khổ trong đời sống. Chính thần linh tương tự là thánh thể Chúa Giêsu sẽ ban ơn bình an và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta trong ngày dỗ tháng năm. Chúng ta nhớ đến linh hồn an an để chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn vì suốt gần 30 năm Chúa đã gìn giữ linh hồn an an trong hành trình trần gian là người và là con Chúa, và trong một năm qua Chúa cũng đã luôn an bài gìn giữ từng người chúng ta, và chắc chắn Chúa sẽ luôn đỡ đến linh hồn an an qua những lời cầu nguyện, qua những thánh lễ, qua những lời tin chúng ta dâng lên Chúa để xin Chúa tha thứ tất cả và tự động cứu sót cho linh hồn an an khi mà còn sống ở đời này, để sớm đưa linh hồn an an và trong niềm hiệp thông của các thánh thần thông công, khi linh hồn an an đã được hưởng nước trời, linh hồn an an